Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Hachi DIY. Trong những ngày vừa qua, Chi có rất là nhiều ý tưởng để mà làm DIY, nhưng mà Chi chợt nghĩ ra là hiện tại Chi đang không có đèn ngủ. Vốn là một đứa rất là thích ngắm trăng, nên là Chi tự hỏi tại sao mà mình không làm thử một cái bóng đèn mặt trăng. Chi sau một hồi nghiên cứu và hiền hục làm DIY thì Chi đã là có được một cái mặt trăng cho riêng mình rồi. Nếu các bạn tò mò không biết là Chi đã làm bóng đèn mặt trăng này như thế nào thì đừng quên theo dõi tới cuối video này nhé. Cũng như là đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Chi nếu như bạn thích DIY, thì chúng ta có thể gặp lại nhau trong những video tiếp theo, đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau làm bóng đèn mặt trăng nào. Nguyên liệu mà Chi cần có đó là bong bóng, keo sữa, cọ, nước, khăn giấy và một dây đèn trang trí. Đầu tiên Chi sẽ pha keo sữa và nước lại với nhau theo tỷ lệ 1:2, nghĩa là 1 phần nước và 2 phần keo sữa. Sau đó Chi trộn đều lại với nhau. Tiếp theo Chi cho một ít nước vào trong bong bóng, rồi sau đó mới thổi lên, dùng thun buộc chặt mà tránh tình trạng bị xì hơi giữa chừng. Dĩ mà Chi cho nước vào trong bong bóng là để bong bóng có thể tự đứng một mình, vậy thì có thể dễ dàng hơn trong quá trình làm DIY. Sau đó Chi dùng cọ phết keo lên bong bóng, rồi lần lượt dán những lớp khăn giấy vào. Cứ vừa dán một lớp thì lại phết một lớp keo sữa. Mọi người hãy lặp đi lặp lại các bước như vậy. Chi dán khoảng 7 đến 8 lớp khăn giấy để mà có thể tạo độ cứng cho cái lớp ở bên ngoài của bong bóng. Sau khi phủ đầy cả bong bóng với độ dày như mong muốn thì Chi để bong bóng đó khoảng 1 ngày để cho nó có thể khô cứng lại. Sau khi bong bóng khô cứng lại thì nó sẽ như thế này đây. Để cho bong bóng giống mặt trăng hơn thì Chi pha một ít màu trắng và màu đen lại với nhau để tạo thành màu xám. Sau đó Chi dùng một miếng bông bảng nhỏ chấm màu, chờ cho đến khi mà lớp màu khô lại thì Chi dùng kéo cắt đi phần đuôi của bong bóng để lấy bong bóng ra. Tiếp đó Chi cho dây đèn trang trí vào trong bong bóng. Vậy là bây giờ Chi chỉ việc cắm điện lên là đã có một cái mặt trăng cho riêng mình rồi, đúng không nào? Nếu mà các bạn có làm thì đừng quên chia sẻ với Chi bằng cách gắn hashtag HachiDIY trong bài viết của mình nhé. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like và subscribe để mà Chi có thể cho ra được nhiều video về DIY hơn. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào dành cho Chi thì hãy comment phía dưới video này, Chi sẽ giải đáp ngay khi có thể. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye.